Em tên là Trần Thái Bình, năm nay 30 tuổi rưỡi. À, em quê ở An Giang, đang sinh sống tại quận 8. Đồng Hương, chào em. Rồi, mời em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Em tên là Võ Thị Thanh Châu, năm nay em 29 tuổi. Hiện là em đang làm sale và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai vợ chồng là quen nhau như thế nào? Năm 2015, lúc đó em đang đi công tác ở Singapore. Thì lúc đó em lên chat Zalo với bạn em đó. Thì có cái người đồng nghiệp của em là con gái nói à, em có nhỏ bạn này thấy hợp với anh lắm, để em cho anh số điện thoại anh làm quen nha. Thì mới cho em số điện thoại, em mới search ra cái hình vợ em. Thì em thấy cũng dễ thương. Thì em mới chat nói chuyện với vợ em. Thì mới hẹn là à, khi nào anh về Việt Nam thì gặp đi uống nước. Về Việt Nam xong, tới chiều em mới gọi vợ em ra. Thì vợ em nó bận rồi, không đi được. Tới hẹn lại bữa sau. Thì bữa sau em mới hỏi, ủa sao là hôm qua không đi? Thì vợ mới nói là mới xăm mắt hay xăm môi vậy, sợ xấu. Dạ, xăm chân mày. Không có dám ra gặp. Thì khi mà vợ em gặp em xong, thì vợ mới nói là hình như thấy quen quen. Thì kể ra mới nhớ là em với vợ em đã làm chung công ty hồi 7 năm trước. Dạ. Thì là vợ em thấy em, chứ thực chất là em đi qua làm thế chỗ chi nhánh vợ em, chứ em không để ý tới ai chứ. Để ý cô khác đúng không? Không có luôn, em cứ làm, không dòm tới ai chứ. Vậy đó hả? À, còn em thì sao? Khi mà anh chat Zalo với em là lúc đó là em đã nhận ra anh này là người quen cũ rồi đó. Dạ, nhận ra, nhưng mà có điều là bây giờ ảnh thì ảnh tròn hơn. Còn lúc trước thì ảnh ốm, mà ảnh cao nữa, ảnh đen nữa, vừa khó chịu nữa anh. Nên là em cứ nhìn thôi, chứ em không có nói chuyện. Như có để ý từ cách đây 7 năm hay sao? Dạ không, tại vì thấy mặt quần á mà ớ mà kéo lên tới đây nè, cái em để ý nó ủa sao mặt gì mà kéo lên tới trên đây vậy dữ vậy. Nhưng mà không để ý làm sao mà 7 năm sau mà dòm trên Zalo thôi mà biết là, dạ tại vì á là chi nhánh của em là đang thiếu người ảnh qua hỗ trợ, nên là mình cũng đặc biệt nhớ tới ảnh. Ấn tượng đúng không? Mình dạ. Có ấn tượng thì mình mới nhớ được. Đúng chứ rồi. Không làm sao mà chứ nhớ. Một ngày mình gặp biết bao nhiêu người. Dạ. 7 năm trời là biết bao nhiêu con người mình từng gặp qua đúng không? Dạ. Rồi đến bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu yêu nhau? Đi chơi cái cảm thấy mến nhau rồi yêu lúc nào không hay luôn. Vậy hả? Nghiễm nhiên đó, nghiễm nhiên là yêu nhau thôi. Tụi em cũng quen nhau cũng 7 tháng mấy à, cưới rồi. Trong 7 tháng yêu nhau vậy á thì có những cái chuyện gì vui buồn hờn giận hoặc là gây lộn banh nhà lòng chợ? Có sự cố gì không? Ừ. Có một cái sự cố là lúc mà vợ em quen em được hình như chắc 1-2 tháng gì đó, thì có một cái người nào đó nói xấu em với vợ em. Là cái anh nó không có đàng hoàng như thế này thế kia đó, không biết diễn tả làm sao nữa. Mà tự nhiên vợ em nhắn tin em không muốn quen nữa. Ủa người ta nói gì? Cái anh đó nói là chồng em là lăng nhăng lắm. Mà gặp là em vừa mới chia tay cái anh trước nữa, cũng lăng nhăng. Cái em nói trời xạo á, không lẽ sao mình mất niềm tin quá vậy. Trong mấy ngày mà em không có quen ảnh á, em cảm thấy em buồn lắm. Ảnh thì ảnh cũng đối xử tốt với em nữa, cái bên đó cho mình một cơ hội đi, không phải lúc nào cũng phải nghe lời người khác, mình phải nghe giống như con tim mình mách bảo. Rồi có nghĩa là chia tay được mày được 2 bữa đúng không? Dạ. Hai bữa, mấy bữa đó có 2 bữa sống dâu quá, quá buồn gió dễ sợ luôn. Yêu nhau là không gì sóng gió, không chứ sóng gió, sóng gió quá rồi. Đến với nhau đó, cưới nhau được là mấy tháng rồi? 1 năm 4 tháng. Tụi em có bé chưa? Dạ chưa. 1 năm 4 tháng. Vậy thì sau khi cưới nhau về thì có vỡ mộng gì về anh chàng này không? Chồng em là thời gian mà mới cưới á, là tối ngủ em bị ảnh quýnh em hoài. Mớ hả? Dạ. Ảnh mớ á, ảnh bắt dò vô mặt em. Ông cười sung sướng trời ạ. Mà hỏi thiệt nè, tại anh coi trên mạng á, nó có cũng nhiều cái clip á là người ta ngủ người ta giả mớ đó em. Dạ. Mới rồi đánh xong bắt đầu bật dậy xong rồi. Không, cái đó là thiệt. Tại vì khi mà quất cái tay qua rồi á là em giật mình dậy, cái em dỗ vợ em, chứ thật chắc em không biết. Nhưng mà mình có cảm giác là à, mình đã đánh ai rồi. Dạ. Nhưng em mà cứ một quánh qua em á là em tỉnh liền không? Em nói là như sao đầy trời luôn. Trời đánh thiệt. Dạ đúng rồi. Đau lắm em, đau lắm á. Mà vừa hết hồn mà vừa đau nữa. Bây giờ còn nữa không? Dạ hết rồi. Bây giờ nè, vợ có tính xấu gì không? Vợ em á thì có một cái tính là dặn cá chém thớt gì đó. À. Có chuyện gì bực bội trong công ty hay gì đó, cái về là bắt đầu bực bội qua chồng luôn. Còn không là về mà cảm thấy nhà bề bộn á, tại vì tụi em đang thuê nhà ở chung với bạn, thấy bề bộn bực bội cái cũng giận chồng luôn. Ủa, ở thuê nhà ở chung với bạn, mà là bạn bạn thân của ai? Nghĩa là bạn cùng quê em, tại vì hồi nào giờ em lên đây á là ở chung nguyên căn nhà không, mỗi đứa một phòng vậy đó, còn sinh hoạt chung là ở dưới.
vợ em đó tới giờ ở với mẹ không à, chưa có ra ngoài gia chạm với ai hết. Thì khi mà qua em á thì chắc là cũng hơi lạ, nên nhiều khi cũng hay bức bối bực bội gì đó. Thì mỗi lần vợ em vậy là em không nói gì hết trơn, muốn nói gì nói đi, em để em ru cho giận mấy bữa đi rồi tự biết nhận lỗi rồi xin lỗi. Nhưng mà ở chung gì phức tạp không ta? Nói chung chẳng có mâu thuẫn gì lớn hết á. Nhưng mà có một cái là mình đang đi làm mệt đó chị, cái mình về mình thấy trời sao mà bề bộn quá. Đó, thì em là hơi quạo là như vậy thôi. Dạ. Có khi nào mà quạo rồi nhiều khi rồi nói rồi bạn bè rồi có phật lòng rồi xích mích? Dạ không, em thường là em chỉ tâm sự với chồng của em thôi. Ừ, hôm nay em thấy buồn vậy vậy này vậy có nào mà chồng em binh bạn mà? Dạ không, em. Chồng em được cái là sẽ xem cái việc đó là ai đúng ai sai. Có nào em tức giận em bỏ đi về nhà mẹ? Dạ cũng có. Là vì lý do là vì ở chung? Dạ không, nó cũng giống giống vậy, nhưng mà vì lý do là cái anh mà lúc trước mà kể em nghe chồng em. Cái này để em nói. Thì lúc đó là có một cái nồi cơm mà không ai rửa, cái vợ em bực bội lên cũng giận em đi. Thì cái chuyện mà hồi đó ai nói xấu em tới lúc đó luôn là em không biết. Cái vợ em lúc đó sùng máu lên mới nói ra người đó, xong cái xách đồ về mẹ luôn. Rồi có qua nhà năn nỉ đâu hay là tự động về? Không, tại vì tối nó ngủ rồi có vợ quen rồi thấy nó chống trả vậy thì nhắn tin cái rồi vợ xách đồ về. Ủa mà em tự động em quay về lại vậy hả? Dạ em buồn thì em đi, xong rồi em có nói với chồng em nữa, em đi về mẹ đó nha, xong rồi em đi, xong đi về. Nhưng mà em với lại mẹ của vợ em á là có hợp với nhau? Mẹ vợ hay bên em. Ồ, thế hả? Mỗi lần mà vợ mà dọn về á là mẹ trách vợ, mà tại vì biết tính vợ á là hở chút xíu là giận chồng, mày hở chút xíu là giận chồng, trong khi chồng làm gì hết trơn. Thành ra là mẹ em về phe của chồng em. Dạ. Thì chính vậy là một phần tác động vậy, cho nên là chắc bỏ về một hai ngày lại quay trở lại với chồng về, đúng không? Với là một phần về nhà nằm ngủ mình chắc cũng buồn đúng không? Dạ buồn chứ. Giận thì nó đâu có vui đâu anh. Bây giờ mong muốn thay đổi sao? Em muốn vợ em thay đổi gì? Em chỉ muốn vợ em là giận chồng thì cái nào nó đáng phải giận, chứ không phải là cái gì mình cũng giận được, chuyện chút xíu mà bỏ qua đi. Đừng có giận dai phải không? Đừng có giận dai và đừng có giận đáng bực bội đâu á, tự nhiên về chút lên chồng mình. Đừng có giận cá chém thớt. Tốt dữ lắm. Tại vì chồng là để chia sẻ chứ không phải để chút vô. Đúng không? Ừ. Ừ. Thì hỏi cái xác suất tôi giận của em với chồng em một tuần là mấy ngày? Dạ không có đâu chị, lâu lâu mới giận chứ đâu có giận hoài. Lâu lâu mới giận thôi phải không? Qua miệng ổng là giống như ngày nào cũng giận. Đó hay kể đó. Vậy còn em muốn chồng thay đổi gì không? Em thấy chồng em vậy là tốt rồi, chỉ là em muốn là chồng em yêu thương em hơn. Dạ. Cái gì tốt yêu mà lại còn muốn là yêu thương hơn là đó. Sao hơn nữa chị? Phụ nữ giống vậy là nữa. Vậy không bao giờ là đủ với phụ nữ. Thì bây giờ vợ chồng em là chuẩn bị năm bé có con không? Dạ con muốn có em bé. Chị thấy vậy nè, bây giờ chồng em là em không khui ra được cái gì xấu rồi, đúng không? Còn chồng em khui riết chỉ có một chuyện là giận gái chém thớt thôi. Với lại là hay giận hờn vu vơ đó. Thì bỏ luôn đi. Bây giờ bỏ luôn cái đó đi để mà ngang cơ nhau luôn. Mấy mốt con mình sanh ra nó cũng biết bên ai, cho nên là nó phải chia đều cái tình cảm của nó cho cả cha lẫn mẹ. Em thấy gì được không? Dạ được. Ok ha. Dạ. Đó. Rồi giờ đi anh pin chút đi. Chút cho mong. Người ta đang kiếm em bé nè. Thôi chúc cho hai em sau chương trình này mau chóng có một em bé kháu khỉnh ra đời cho vui nhà vui cửa, và chúc luôn năm sau có nhà không ở đây. Dạ em cảm ơn anh. Chúc cho điều đồng hương của anh.